Đi tìm nhóc tiền ngậm thì vàng có học phí đắt nhất VBIS, Showbell 500 triệu chưa phải là nhất. Để các nhóc tiền nhà mình có một môi trường học tập tốt nhất, không ít người nổi tiếng VBIS đã chấp nhận chi ra số tiền siêu khủng, từ vài trăm triệu đến hơn nửa tỷ đồng để đóng học phí cho con cái mỗi năm. Lê Kỳ Anh, con trai của Lệ Quyên và Đức Huy. Bé Lê Kỳ Anh năm nay tròn 10 tuổi, cậu bé hiện đang được bố mẹ cho theo học tại một ngôi trường quốc tế danh tiếng nhất nhì Sài Gòn. Theo công bố trên website chính thức của trường, mức học phí ở đây khá cao, cụ thể bậc mẫu giáo là khoảng 340 triệu đồng một năm, lớp 1 đến lớp 2 là 445 triệu đồng. Được biết, muốn cho con em theo học tại trường thì ngoài học phí ban đầu, phụ huynh sẽ phải đóng thêm chi phí ghi danh lên đến 25 triệu đồng một học sinh. Khi theo học tại ngôi trường này, các em sẽ được giao tiếp 100% bằng tiếng Anh, kể cả trong lúc học lẫn khi vui chơi. Showbell, con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Showbell từ lâu đã được nhắc đến là một trong những nhóc tiền ngậm thìa vàng của VBIS. Có bố là đại gia giàu có nước tiếng, mẹ là ngôi sao hạng A của showbiz, thế nên cậu bé cũng được đầu tư không phải dạng vừa. Được biết, Showbell hiện đang học lớp 6 tại một ngôi trường quốc tế của Anh. Trường mà cậu bé theo học nổi tiếng có mức học phí đắt đỏ lên đến 553,4 triệu đồng một năm đối với cấp bậc tiểu học. Đây là mức học phí niêm yết cho niên khóa năm 2020-2021. Con số này sẽ tăng lên hơn 700 triệu đồng một năm khi Showbell bước vào bậc trung học phổ thông. Quý tử nhà Hồ Ngọc Hà đang theo học hệ 13 năm chứ không phải hệ 12 năm, trong đó có 2 năm dự bị trước khi lên đại học. Trần Bảo Tiên, con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Bé Devon tên thật là Trần Bảo Tiên, không chỉ sở hữu ngoại hình nổi trội, xinh xắn mà còn rất thông minh, giỏi giang. Cô bé đã không ít lần gây trầm trồ với khả năng ngoại ngữ cực giỏi của mình. Hiện tại Bảo Tiên sống cùng mẹ ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh và theo học tại một ngôi trường quốc tế gần nhà. Mức học phí hàng năm của học sinh lớp 6 như cô bé là hơn 550 triệu đồng. Tiền học phí sẽ tăng dần theo từng lớp học. Susu và Suri, con gái Phượng Channel. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng Phượng Channel là một nữ đại gia khá nổi tiếng, có mối quan hệ với nhiều sao Việt. Song song với việc giàu có, cô cũng vô cùng quan tâm đến việc học của hai ái nữ và sẵn sàng chi số tiền khủng để hai bé Susu, con gái lớn, và Suri, con út, theo học tại các trường đẳng cấp xịn sò. Được biết, bé Susu hiện đang du học tại bang California, Mỹ, còn Suri thì học tại một trường quốc tế tại Hà Nội. Con gái út của Phượng Channel được học tiếng Anh từ mẫu giáo, lên lớp 3 lại trau dồi thêm tiếng Pháp và bây giờ bán ngoại ngữ lưu loát như tay. Theo website chính thức của trường, học phí áp dụng cho niên khóa 2021-2022 là khoảng 12.570 USD đến 30.880 USD một năm, tương đương 288 đến 709 triệu đồng, tùy từng cấp bậc học. Ngoài ra, còn nhiều khoản chi phí khác mà phụ huynh cần đóng tùy theo cấp học và nhu cầu sử dụng dịch vụ, như phí nhập học, phí xe bus đưa đón. Nghe qua mức học phí khủng của các cậu ấm cô chiêu nhà sao Việt kể trên, hẳn không bất ngờ phải choáng ngợp. Còn bạn, bạn ấn tượng với ai trong các nhóc tiền trên? Để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết nhé! Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.